tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Tuấn Liên và Hoàng Ngọc xin kính chào quý vị và hoan nghênh quý vị đến với bản tin của ngày 6 tháng 8 năm 2022 trên kênh Culture Channel. Trong bản tin sáng nay, mời quý vị theo dõi một số tin đáng chú ý sau đây. Canada sẽ cấm nhập khẩu súng ngắn từ ngày 19 tháng 8. Bạn cần đến các hiệu thuốc nếu muốn mua sữa bột đặc biệt cho trẻ sơ sinh. Canada đã mất gần 31.000 việc làm trong tháng trước. Tình trạng thiếu nhân viên chưa từng thấy ở các bệnh viện tại Ontario và tỉnh BC. Quebec bác đẩy mạnh nỗ lực tiêm vaccine COVID và đậu mùa khỉ. Tình trạng chậm trễ tại Pearson đã được cải thiện nhưng chưa tới một nửa số chuyến bay là đúng giờ thời tiết có thể cảm giác như 40 độ C ở Montreal vào cuối tuần này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ và Việt Nam gặp nhau, Hoa Kỳ cam kết với đồng minh giữa căng thẳng Đài Loan. Mỹ chuẩn bị gói vũ khí mới trị giá 1 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine. Các hãng hàng không hủy 1.200 chuyến bay Hoa Kỳ vào ngày thứ Sáu. Lũ quét do trận mưa lớn trong 3 thập kỷ đã giết chết 550 người tại Pakistan và chúng tôi còn nhiều bản tin khác trong phần tin chi tiết, mời quý vị chú ý theo dõi. Và sau đây, Hoàng Ngọc sẽ mở đầu với bản tin Canada. Canada sẽ cấm nhập khẩu súng ngắn từ 19 tháng 8. Chính phủ Canada sẽ cấm nhập khẩu các loại súng ngắn bị hạn chế có hiệu lực từ ngày 19 tháng 8. Bộ trưởng An toàn Công cộng Marco Medicino và Bộ trưởng Ngoại giao Melanin Chuli hôm thứ Sáu đã thông báo rằng Chính phủ liên bang đã quyết định thúc đẩy lệnh cấm nhập khẩu mà không có sự chấp thuận của quốc hội nhằm thực hiện thay đổi chính sách thông qua các hạn chế. Chính phủ cho biết biện pháp này sẽ ngăn chặn gần như tất cả các cá nhân và doanh nghiệp nhập khẩu súng ngắn vào Canada. Bà Julie và ông Mendicino cho biết hôm thứ Sáu, các quy định sắp tới sẽ tăng tốc các khía cạnh của việc đóng băng theo kế hoạch. Tuy nhiên, động thái này chỉ là tạm thời và các kế hoạch chỉ có hiệu lực cho đến khi có lệnh cấm nhập khẩu vĩnh viễn đã hứa trước đó được thông qua ở Ottawa. Mặc dù chi tiết về các hạn chế sắp tới vẫn chưa được công bố, bà Julie sẽ ban hành quyền của mình với tư cách là bộ trưởng ngoại giao và điều này cho phép bà từ chối bất kỳ đơn xin cấp phép xuất khẩu hoặc nhập khẩu nào với lý do lo ngại về an ninh. Bạn cần tới các hiệu thuốc nào nếu muốn sửa bột, đặc biệt cho trẻ sơ sinh? hầu hết các bậc cha mẹ ở Canada những người cần sữa bột chuyên biệt hiện phải đặt hàng thông qua hiệu thuốc do chỉ thị tự nguyện của Bộ Y tế Canada nhằm phân bổ nguồn cung hạn chế trong bối cảnh thiếu hụt trên toàn quốc. Vào tháng 6, Bộ Y tế Canada đã ban hành các khuyến nghị quốc gia đề nghị các dược sĩ phân phối sữa bột không gây dự ứng để đảm bảo chúng có thể được phân phối đồng đều. Kể từ đó, cách thức này đã được áp dụng trên toàn quốc vì số lượng của một số loại sữa bột chuyên biệt tiếp tục bị hạn chế. Sữa bột thông thường vẫn được cung cấp rộng rãi ở Canada và không cần tới các hiệu thuốc để mua chúng. Sự thiếu hụt sữa bột chuyên biệt được gây ra bởi việc đóng cửa vào tháng 2 của Abbott Nutrition, một nhà máy sản xuất sữa bột trẻ em lớn ở Michigan. Họ đã bị đóng cửa do một lượng lớn các sản phẩm của họ bị thu hồi. Canada đã mất gần 31.000 việc làm vào tháng trước. Lần giảm thứ hai liên tiếp hàng tháng, bộ thống kê Canada cho biết nền kinh tế Canada đã mất 30.600 việc làm trong tháng 7. Đây là tháng thứ hai liên tiếp mà Canada bị mất việc sau 43.000 việc làm bị mất trong tháng 6. Các nhà kinh tế đã kỳ vọng nền kinh tế sẽ tăng nhẹ khoảng 15.000 việc làm, nhưng thay vào đó, nguồn việc làm đã thu hẹp lại. Các ngành sản xuất hàng hóa đã tạo thêm khoảng 23.000 việc làm trong tháng, nhưng con số đó chẳng thể bù lại sự mất mát lớn gần 53.000 việc làm trong lĩnh vực dịch vụ. Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đã đóng góp đặc biệt lớn cho sự giảm sút này, khi ngành này mất đi 22.000 vị trí sau hơn 2 năm chăm sóc cho người dân Canada trong thời kỳ đại dịch. Tình trạng kiệt sức và mất việc làm trong lĩnh vực này đang trở thành một vấn đề lớn bất chấp sự sụt giảm, tỷ lệ thất nghiệp vẫn ổn định ở mức thấp kỷ lục 4,9% bởi vì trong khi có ít người làm hơn thì cũng có ít người tìm việc hơn. Tính đến cuối tháng 7, cơ quan dữ liệu cho biết có khoảng 1 triệu người ở Canada chính thức được phân loại là thất nghiệp, có nghĩa là họ muốn có việc làm nhưng không có. 426 người khác muốn có việc làm nhưng không tìm được việc làm trong tháng vì vậy họ được chính thức tính vào hàng ngũ những người thất nghiệp thị trường làm việc nhẹ cân hơn ở Canada hoàn toàn trái ngược với ở Mỹ nơi nền kinh tế đã có thêm 528.000 việc làm vào tháng trước con số này nhiều gấp đôi so với những gì các nhà kinh tế mong đợi hội trợ y tế Châu Á 2022 tổ chức trực tuyến giữa các tổ chức chăm sóc sức khỏe của canada và việt nam medical fair asia là sự kiện y tế chăm sóc sức khỏe hàng đầu trong khu vực giới thiệu các cải tiến và công nghệ y tế mới nhất cùng với các thiết bị y tế và vật tư chăm sóc sức khỏe cho các ngành bệnh viện chẩn đoán dược phẩm y tế và phục hồi chức năng năm nay bên lề hội trợ thương mại này ủy viên thương mại dịch vụ tổng lãnh sự quán canada tại sài gòn việt nam hân hạnh tổ chức sự kiện B2B trực tuyến dành riêng cho các doanh nghiệp Canada và Việt Nam trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe. Mục tiêu của sự kiện này là tạo điều kiện để hiểu rõ hơn về chuyên môn chăm sóc sức khỏe của Canada, thị trường y tế công nghệ của Việt Nam, khám phá các cơ hội sẵn có và thảo luận trực tiếp với các đối tác tiềm năng về hướng tới sự hợp tác. Khi tham gia sự kiện, những người tham gia Canada và Việt Nam sẽ có thể chủ động gửi yêu cầu họp lên lịch hẹn trước và tiến hành các cuộc họp trực tiếp trên cùng một nền tảng trực tuyến trong vòng 2 tuần từ ngày 29 tháng 8 tới ngày 9 tháng 9 năm 2022. Ủy viên thương mại dịch vụ đã đăng ký hợp đồng với P2Match và phát triển nền tảng này để tổ chức sự kiện, tạo điều kiện gặp gỡ, lên lịch các cuộc hẹn và tiến hành các cuộc họp trực tuyến. Nền tảng và các cuộc họp ảo đều sử dụng tiếng Anh. tình trạng thiếu nhân viên chưa từng thấy ở các bệnh viện Ontario và BC. Các bệnh viện tại Ontario đang gặp phải tình trạng thiếu nhân viên ở mức chưa từng có. Một giám đốc điều hành tại cơ quan giám sát cấp tỉnh cho biết, nhưng mà tình hình có thể cải thiện trong những tuần tới khi mà làn sóng thứ bảy của COVID-19 lắng xuống. Tiến sĩ Chris Simpson, là phó chủ tịch điều hành tại Ontario Health, cho biết, đây thực sự không phải là một vấn đề mới, nhưng sự dai dặn của nó và mức độ nghiêm trọng của nó là chưa từng thấy. Ông cho biết cuộc khủng hoảng nhân sự đã dẫn tới cắt giảm dịch vụ và đóng cửa phòng cấp cứu tạm thời trong những tuần gần đây. Mười bệnh viện đã phải tạm thời đóng cửa các khoa cấp cứu kể từ tháng 6 do thiếu dịch vụ điều dưỡng. Việc đóng cửa sẽ tiếp tục diễn ra vào cuối tuần này với các bệnh viện ở Ottawa, Clinton và St. Mary có kế hoạch đóng cửa phòng ER trong một khoảng thời gian. Ông Simpson lưu ý rằng hệ thống luôn gặp khó khăn đối với nhân viên ở các vùng sâu, vùng xa. Nhưng vấn đề hiện nay đã mở rộng tới các bệnh viện cộng đồng vừa và lớn và một số bệnh viện giảng dạy academic. Trong khi đó, ở PC, Phó Chủ tịch Hiệp hội Y tá của PC cho biết tình trạng thiếu nhân sự và thời gian chờ đợi ở các bệnh viện trên toàn tỉnh là tình trạng tồi tệ nhất mà cô từng thấy. Adrian Skier là Phó Chủ tịch của PC Nurse Union, cho biết các y tá được cơ quan y tế thuê đang nghỉ việc từ chức hoặc là chọn làm việc cho các công ty tư nhân cô kia hiểu rằng các y tá làm việc trong một cơ quan y tế hiện có rất ít quyền tự chủ về sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của họ ngay cả khi các y tá chuyển sang các công ty tư nhân thì họ vẫn là một nguồn lực hữu hạn trong các bệnh viện địa phương Quebec đẩy mạnh nỗ lực tiêm phát sinh COVID và đậu mùa khỉ. Quebec đã bắt đầu cung cấp thêm một liều phát xin COVID-19 cho những người cao niên dễ bị tổn thương và những người được chăm sóc lâu dài. Giám đốc Y tế công cộng của tỉnh cho biết hôm thứ Năm khi mà Quebec vượt qua mốc 16.000 ca tử vong do đại dịch. Tiến sĩ Luke Boyle cho biết các nhóm đến nhà chăm sóc dài hạn và người cao niên để cung cấp các liều tăng cường tại chỗ sẽ được bắt đầu từ ngày 15 tháng 8. Đồng thời, các thành viên của công chúng sẽ có thể bắt đầu đặt lịch hẹn, bắt đầu từ những người từ 80 tuổi trở lên và các nhân viên y tế và những người ở các cộng đồng vùng sâu, vùng xa. Vì khả năng miễn dịch suy giảm theo thời gian, ông Lô cho biết, điều quan trọng là mọi người phải cập nhật các mũi tim, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương. Ông Lô đã từ chối sử dụng thuật ngữ liều thứ năm, mặc dù tỉnh đã cung cấp liều thứ tư cho những người dân được chăm sóc dài hạn và những người cao niên dễ bị tổn thương kể từ cuối tháng 3. Thay vì đếm số liều, ông cho biết mỗi người nên cân nhắc xem liều cuối cùng mà họ tiêm đã cách đó bao lâu và họ nên tiêm nhắc lại nếu họ chưa tiêm trong năm hoặc là 6 tháng gần nhất. Ông kêu gọi những người đủ điều kiện tiêm vắc xin hãy tiêm vắc xin thay vì chờ đợi vắc xin mới phù hợp với các biến thể đang lưu hành, bởi vì thời gian triển khai vắc xin mới vẫn chưa rõ ràng. Ngoài ra, khi bác tăng mở rộng khả năng tiếp cận với vắc xin đậu mùa khỉ trong bối cảnh có dấu hiệu cho thấy virus đã bắt đầu lây lan ra ngoài Montreal. Ông Bolo nói rằng những người đàn ông trên khắp tỉnh báo cáo có quan hệ tình dục với hơn một người đàn ông khác giờ đây đủ điều kiện để tiêm vắc xin. Ông cho biết, cho đến nay, các nỗ lực tiêm phòng đậu mùa khỉ chỉ đang tập trung vào những người đàn ông sống ở Montreal hoặc đến thăm thành phố này nơi có thời điểm đã chiếm 10% số ca bệnh trên thế giới. Ông cho biết tỉnh đã nhận đủ vắc xin để mở rộng khả năng tiếp cận ở các khu vực khác và ông kêu gọi những người có nguy cơ nên đi tìm. Tổng số ca nhiễm đậu mùa khỉ tại Quebec đang tăng chậm lại với 373 ca tính tới ngày thứ ba, nhưng ông cho biết cần phải có hành động nhanh chóng để ngăn chặn sự lây lan rộng hơn. Tình trạng chậm trễ cải thiện ở Pearson, nhưng số chuyến bay đúng giờ vẫn chưa tới một nửa. Người đứng đầu sân bay quốc tế Pearson cho biết hôm thứ Sáu rằng số lượng chậm trễ tại trung tâm du lịch bận rộn nhất của Canada đang giảm xuống, nhưng đã không đưa ra các cam kết hoặc lịch trình cụ thể để cải thiện thời gian đi lại trong tương lai. Pearson đã chứng kiến 44% các chuyến bay đến và đi đúng giờ trong tuần trước, tăng từ mức trung bình 35% so với 4 tuần trước đó, và tốt hơn nhiều so với mức 20-25% đã thấy vào đầu mùa hè. Đối với du lịch trong nước, thời gian chờ trung bình để hành lý đến băng truyền hiện là 24 phút, cải thiện 3 phút so với mức trung bình trong 4 tuần trước đó. Ngoài ra có ít trường hợp hành khách được yêu cầu ở lại trên máy bay khi đến cửa khẩu để nhường chỗ cho phòng hải quan. Có 19 trường hợp vào tuần trước so với mức trung bình 60 lần trong 4 tuần trước đó. Và thậm chí là hàng trăm trường hợp ở đỉnh điểm của sự hỗn loạn du lịch. Những cải tiến này diễn ra khi nhiều cơ quan và công ty nỗ lực khắc phục sự tắc nghẽn trong hệ thống mà đã khiến Pearson được xếp hạng là sân bay tồi tệ nhất trên toàn cầu về sự chậm trễ. Bộ Giao thông Vận tải Canada đã báo cáo vào cuối ngày thứ Sáu rằng 86% hành khách tại Pearson đã được Cơ quan An ninh Vận tải Hàng không Canada kiểm tra trong vòng 15 phút trong 3 ngày đầu tiên của tháng 8, một tỷ lệ tương tự như hành khách tại các sân bay trên toàn quốc. Vancouver sửa đổi lịch trình hồ bơi ngoài trời do thiếu nhân viên cứu hộ dù lương cao. Do tình trạng thiếu nhân viên cứu hộ đang diễn ra, Vancouver đang thay đổi lịch trình hồ bơi của mình một lần nữa. Ban quản lý công viên của thành phố cho biết những thay đổi này sẽ có hiệu lực vào thứ bảy. Sẽ có ít buổi học bơi hơn vào buổi tối tại Kisilano Pool vào các ngày trong tuần và giảm các buổi học buổi sáng vào buổi tối vào cuối tuần. Sẽ không có ca bơi 9:30 sáng tại Second Beach Pool và buổi đầu tiên trong ngày là 12 giờ 15 chiều. Hiện tại lịch trình ở New Brighton Pool không thay đổi nhưng có thể sẽ có ít người đến bơi hơn vào buổi tối tùy thuộc vào nhân viên mỗi ngày. Hội đồng quản trị nhắc nhở công chúng rằng các hồ bơi có thể không bận rộn vào những thời điểm có sức chứa giảm. Hội đồng cho biết họ đã cố gắng chuẩn bị cho mùa hè, thuê 152 nhân viên cứu hộ trước mùa. Tuy nhiên, tổng số nhân viên cứu hộ đã giảm 30% so với mức trước Covid. Mặc dù 152 nhân viên cứu hộ có vẻ nhiều, nhưng con số này chỉ phản ánh tổng số nhân viên cứu hộ trong hệ thống và không mô tả chính xác số lượng nhân viên cứu hộ túc trực hàng ngày để thay ca. Ban quản lý đang tiếp tục các nỗ lực tuyển dụng và khuyên những người quan tâm rằng họ có thể nhận mức lương khởi điểm là 30,81 đô la một giờ cho mùa hè. Sau đó họ nhận được thêm 12% thay cho gói phúc lợi và đưa mức lương lên 34,51 đô la một giờ. Số tiền đó cao hơn khoảng 13 đô la so với một vị trí tương đương ở Toronto. Nhưng hội đồng cho biết một phần của vấn đề là quy trình lấy chứng nhận. Các chương trình đã bị cắt giảm hoặc tạm dừng trong thời kỳ đại dịch, có nghĩa là những người muốn đủ điều kiện đã phải trì hoãn nhiều năm. Các cơn lốc xoáy ở Alberta đã được tuyên bố là thảm họa, Cục Bảo hiểm Canada cho biết một cặp lốc xoáy làm đổ cây gây thiệt hại đáng kể cho một số tài sản ở miền nam Alberta dự kiến sẽ vượt qua mức 60 triệu đô la tổn thất được bảo hiểm. Bản cập nhật được đưa ra khi Cục Bảo hiểm Canada cho biết cả cơn lốc xoáy ở khu vực Bergen vào ngày 7 tháng 7 và cơn lốc xoáy Red Cliff vào ngày 18 tháng 7 đều được công bố là thảm họa bởi Catastrophe Indices and Quantification. Theo cách phân loại đó, mỗi sự cố dự kiến sẽ vượt qua 30 triệu đô la tổn thất được bảo hiểm. Theo dữ liệu từ môi trường và biến đổi khí hậu Canada, mỗi cơn bão được đánh giá sơ bộ EF2. Cơ quan cho biết tốc độ gió được ghi nhận trong mỗi cơn lốc xoáy là khoảng 190 km/h. Trong trận lốc xoáy Bergen, một ngôi nhà đã bị phá hủy và một ngôi nhà khác đã bị hư hỏng trong khi nhiều thùng chứa ngũ cốc, nhà cửa và một xe RV đã bị hư hại trong cơn bão Red Cliff. Ước tính chi tiết về thiệt hại do bão sẽ được công bố vào cuối năm nay. Cậu bé 16 tuổi bị buộc tội giết người cấp độ 1 trong vụ xả súng ở Ottawa một cậu bé 16 tuổi đã bị buộc tội giết người cấp độ 1 trong một vụ xả xuống diễn ra ở Ottawa vào đầu năm nay. Cảnh sát nói rằng cáo buộc liên quan tới cái chết của ngày 21 tháng 2 của Sakura Ya, 20 tuổi. Các nhà điều tra nói rằng Ya đã không phản ứng khi mà cô được đưa đến bệnh viện vào tối hôm đó và đã chết ngay sau đó vì vết thương của cô. Cảnh sát cho biết cô đã bị giết ở khu vực đường Johnson và đường Pennant một lệnh bắt giữ trên toàn Canada đã được ban hành đối với nghi phạm tuổi vị thành niên vào tháng 3, với cảnh báo rằng anh ta nên bị coi là có vũ trang và là đối tượng nguy hiểm. Thiếu niên này đã xuất hiện ở trước tòa hôm thứ Sáu và đã bị giam giữ. Vào cuối tuần này, Montreal sẽ có thời tiết cảm giác như 40 độ C. Sự pha trộn giữa nhiệt độ và độ ẩm cao có nghĩa là sẽ có những ngày cuối tuần nắng nóng như lò hấp ở Montreal. Thứ sáu sẽ ấm áp, nhưng mà thời tiết sẽ tiếp tục nóng hơn. Môi trường Canada đã ban hành cảnh báo nhiều cho thành phố và các khu vực xung quanh. Nhiệt độ sẽ có thể lên tới 40 độ C trở lên bắt đầu từ ngày thứ Bảy. Và sẽ không có gì thay đổi vào ngày hôm sau vì cái nóng sẽ kéo dài tới ngày Chủ nhật. Cơ quan thời tiết khuyến cáo nên giảm nguy cơ kiệt sức vì nóng và đột quỵ Bằng cách ở nơi mát mẻ, đừng quên uống đủ nước và nên uống nước trước khi cơn khát xuất hiện. Y tế công cộng Montreal đề nghị mặc quần áo nhẹ, hạn chế rượu hoặc là caffeine và giảm hoạt động thể chất. Không bao giờ được để trẻ em một mình trong xe hơi. Khi thời tiết nóng như thế này, các quan chức cũng nhắc người dân Montreal nên kiểm tra các thành viên gia đình và các vị cao niên trong hàng xóm hoặc là những người có vấn đề về sức khỏe thể chất, tinh thần. Nếu bạn có bất kỳ lo lắng nào về sức khỏe của mình hoặc là người khác, tốt nhất là hãy gọi cho EPOCANTI theo số 811 trong trường hợp khẩn cấp thì hãy gọi 911. Cuộc chạm trán gần gũi với cá voi lưng gù khiến cho một gia đình ở tỉnh PC vừa sợ mà vừa thích thú. Một gia đình ở tỉnh PC đã có một trải nghiệm ly kỳ ngoài khơi ở đảo Vancouver khi mà một con cá voi lưng gù đã dành gần một giờ để cỏ sát vào thuyền của họ quay xung quanh và vỗ vây. Alex mau cùng với gia đình đi xem cá voi ở phía đông bắc ở sông Campbell vào ngày thứ ba khi mà con cá voi tỏ ra thân thiện. Khi họ lần đầu tiên phát hiện ra cái lưng gù cách đó khoảng 100 mét, Alex cho hay anh ngay lập tức tắt động cơ với ý định giữ khoảng cách. Tuy nhiên, con cá voi đã lặn xuống nước và rồi chưa tới một phút sau trôi lên mặt nước ngay dưới thuyền của gia đình anh. Alex cho biết ban đầu anh và gia đình vô cùng sợ hãi với sinh vật mà anh mô tả là có kích thước như là một chiếc xe buýt học sinh. Anh nói rằng chỉ cần một cái đập đuôi của nó là chiếc thuyền của anh sẽ bay lên trên không. Đoạn video của Alex cho thấy cá voi đã quay và lộn vòng chỉ cách thuyền vài in. Thỉnh thoảng thì nó lại phun nước vào gia đình từ lỗ thổi của nó. Alex, một người đã nhiệt tình theo dõi cá voi trong khoảng 4 năm, cho biết tôi đã có thể chạm vào nó dễ dàng và nó cỏ sát nhẹ nhàng vào thuyền chui xuống rồi trồi lên. Alex cũng nhận ra rằng mình không thể trốn thoát vì không biết con cá voi sẽ phản ứng như thế nào với âm thanh đột ngột của động cơ và anh cũng e ngại chân dịch của động cơ có thể cắt trúng con cá voi. Vì vậy, họ đã xem và chờ. Thật là may mắn, con cá voi chỉ vỗ vào thuyền một lần bằng vây của nó, khiến cho lan can của thuyền bị uống cong nhẹ và một vài vết xước nhỏ. Sau vụ việc, một chuyên gia hàng hải đã xác định cho Alex hay rằng con vật lưng gù đó là chú cá voi trong độ tuổi thanh niên có tên là Neo Wise. Lệnh cấm lửa có hiệu lực ở vườn quốc gia Banff. Điều kiện khô hạn đã khiến cơ quan công viên Canada và thị trấn Banff đưa ra lệnh cấm lửa có hiệu lực đối với toàn bộ công viên quốc gia. Lệnh cấm bao gồm tất cả các đám cháy mở và áp dụng cho tất cả các khu cắm trại phía trước và phía sau và các khu vực sử dụng ban ngày trong công viên. Vẫn cho phép sử dụng bếp gas hoặc propane được thiết kế để nấu ăn hoặc sưởi ấm. Cũng được miễn trừ khói lệnh cấm là các máy sưởi ngoài trời, bếp đốt củi trong nhà, trong các tòa nhà được bao bọc hoàn toàn và đèn lồng cháy bằng nhiên liệu khí propane hoặc khí đốt với ngọn lửa kính. Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 5 tháng 8 và sẽ có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới. Pass Canada cho biết, những người vi phạm có thể bị buộc tội theo đạo luật công viên quốc gia Canada và phải đối mặt với khoản tiền phạt lên đến 25.000 đô la. Các lệnh cấm và hạn chế về hỏa hoạn của tỉnh cũng được áp dụng trên khắp miền Nam Alberta, bao gồm cả ở thành phố Lethbridge và thị trấn Three Hills do nguồn cung cấp nước hạn chế. Môi trường Canada dự báo nhiệt độ ở ngoài 30 độ C ở BC trong tuần tới và gió lớn có thể làm các nỗ lực chữa cháy phức tạp hơn, nhưng cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy các cơn bão kem sét đã gây ra nhiều vụ cháy rừng gần đây. Nhiệt độ trên 30 độ dự kiến cũng sẽ tới vào miền nam Alberta vào tuần tới. Một người lái xe mô tô được tuyên bố là đã chết sau vụ va chạm vào sáng sớm ở Brampton. Cảnh sát vùng Peel đang điều tra một vụ va chạm xe máy chết người tại Brampton vào sáng sớm ngày thứ Bảy. Cảnh sát cho biết họ nhận được cuộc gọi ngay trước 4 giờ sáng trên đường Chincusi gần với Flower Town Avenue. Cảnh sát cho biết khi những người phản ứng đầu tiên đến hiện trường, họ phát hiện người điều khiển xe mô tô đã thiệt mạng không có thêm chi tiết nào được tiết lộ về nạn nhân và không có tin nào về việc liệu một tài xế khác có liên quan hay không. Cho đến nay, nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa được biết rõ. Cảnh sát đã phong tỏa một đoạn đường của Chinkusi tại Flower Town Avenue để tiếp tục điều tra. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Để ủng hộ cho chương trình này thì xin quý vị nhớ bấm like mỗi khi xem chương trình và chia sẻ chương trình này trên mạng xã hội để giúp phổ biến chương trình này đến nhiều người hơn. Và quý vị cũng có thể trao đổi với chúng tôi thông qua phần comment ở bên dưới của mọi bản tin. Rất cảm ơn quý vị. Và sau đây là một số tin tức đáng chú ý sáng nay. Trung Quốc đình chỉ đối thoại với Mỹ, trừng phạt Pelosi vì chuyến thăm Đài Loan. Ngoại trưởng Mỹ và Việt Nam gặp nhau, Hoa Kỳ đưa ra cam kết với đồng minh giữa căng thẳng Đài Loan Mỹ chuẩn bị gói vũ khí mới trị giá 1 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine. Các hãng hàng không tại Hoa Kỳ đã phải hủy hơn 1.200 chuyến bay vào ngày thứ Sáu. Bảy người lớn và ba trẻ em chết trong một vụ cháy nhà ở Pennsylvania. Tây Ban Nha dẫn đầu đợt bùng phát đậu mùa khỉ ở châu Âu. Lũ quét do trận mưa lớn nhất trong ba thập kỷ đã giết chết 550 người ở Pakistan nhân viên McDonald ở New York thiệt mạng vì hành khách than phiền về món khoai tây chiên bị nguội. Và chúng tôi còn nhiều bản tin khác trong phần tin chi tiết, mời quý vị chú ý theo dõi. Và sau đây, Hoàng Ngọc sẽ tiếp tục với bản tin thế giới. Trung Quốc đình chỉ đối thoại với Mỹ Hôm thứ Sáu, Trung Quốc tuyên bố chấm dứt mọi liên lạc với Hoa Kỳ về các vấn đề lớn, bao gồm hợp tác khí hậu quan trọng dẫn đến hiệp định quốc tế Paris 2015 khi căng thẳng và những lời chỉ trích của công chúng tăng cao hơn sau chuyến thăm đài loan của chủ tịch hạ viện nancy pelosi động thái của trung quốc trong việc đóng băng các đường dây liên lạc và quan trọng làm tăng nhanh các động thái có liên quan đến chuyến thăm của pelosi và phản ứng của trung quốc bằng các cuộc tập trận ngoài khơi đài loan bao gồm cả việc bắn tên lửa bắn xuống các vùng biển xung quanh các chuyên gia về quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ cảnh báo rằng các động thái ngoại giao và quân sự của Trung Quốc dường như vượt ra ngoài các biện pháp trả đũa đối với chuyến thăm và có thể mở ra một kỷ nguyên thù địch mới, công khai hơn và một thời kỳ không chắc chắn hơn cho chính phủ dân chủ của Đài Loan. Bonnie Glaser, người đứng đầu chương trình châu Á tại quỹ Marshall của Đức, cho biết mối quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ đang trong một vòng xoáy đi xuống. Và tôi nghĩ rằng Trung Quốc có khả năng thay đổi hiện trạng ở eo biển Đài Loan theo cách có hại cho Đài Loan và bất lợi cho Hoa Kỳ, Lasser nói. Các biện pháp của Trung Quốc đã được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington đang sạn nước. Là biện pháp mới nhất trong một loạt các bước nhằm trừng phạt Hoa Kỳ vì chuyến thăm Đài Loan, Hôm thứ Năm, Trung Quốc đã phát động các cuộc tập trận quân sự đầy đe dọa ở 6 khu vực ngay ngoài khơi bờ biển của Đài Loan và các cuộc tập trận này sẽ diễn ra đến hết Chủ nhật. Các quan chức Trung Quốc nói với truyền thông nhà nước rằng Trung Quốc đã gửi một số tên lửa bay qua Đài Loan. Trung Quốc thường xuyên chỉ trích hòn đảo tự quản có liên hệ riêng với các chính phủ nước ngoài. Nhưng phản ứng của họ đối với chuyến thăm của bà Pelosi lại mạnh mẽ một cách bất thường. Bà Pelosi là quan chức cấp cao nhất của Mỹ trong 25 năm. Các động thái các nước liên lạc với các quan chức cấp cao của Trung Quốc là nguyên nhân dẫn đến sự bi quan về cơ hội của Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình và các quan chức cấp cao của họ có thể xoa dịu căng thẳng trước mắt họ cũng dường như làm trật bánh một ghi chú khích lệ hiếm hoi, đó là các cuộc gặp trực tiếp cấp cao giữa các quan chức hàng đầu trong những tháng gần đây, bao gồm các bộ trưởng quốc phòng tại một hội nghị an ninh châu Á ở Singapore và bộ trưởng ngoại giao Vương Nghị và ngoại trưởng Anthony Blinken tại nhóm 20 cuộc họp ở Indonesia bộ ngoại giao trung quốc cho biết cuộc đối thoại giữa các chỉ huy khu vực hoa kỳ và trung quốc và người đứng đầu bộ quốc phòng sẽ bị hủy bỏ cùng với các cuộc đàm phán về an toàn hàng hải quân sự bộ cho biết hợp tác về việc trao trả người nhập cư bất hợp pháp điều tra tội phạm tội phạm xuyên quốc gia ma túy bất hợp pháp và biến đổi khí hậu sẽ đình chỉ Hôm thứ Sáu, Trung Quốc cho biết hơn 100 máy bay chiến đấu và 10 tàu chiến đã tham gia các cuộc tập trận bắn đạn thật xung quanh Đài Loan trong hai ngày qua. Đồng thời công bố các biện pháp trừng phạt chủ yếu mang tính biểu tượng đối với bà Pelosi và gia đình của bà. Trên bờ biển Trung Quốc đối diện với Đài Loan, khách du lịch đã tụ tập hôm thứ Sáu để cố gắng nhìn thoáng qua bất kỳ máy bay quân sự nào đang tiến về khu vực tập trận. Ngoại trưởng Mỹ Việt gặp nhau, Hoa Kỳ cam kết với đồng minh giữa căng thẳng Đài Loan. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken vừa có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn vào ngày 5 tháng 8 bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 55 và các hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao giữa ASEAN với đối tác từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 8 tại Phnom Penh, Campuchia đại sứ quán hoa kỳ tại việt nam hướng dẫn ngoại trưởng blinken nói ông rất vui khi được gặp trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn và thông qua quan hệ đối tác toàn diện hoa kỳ việt nam chúng tôi đang ngày càng hợp tác chặt chẽ để hướng tới thịnh vượng và an ninh chung an ninh hệ thống quản lý chặt chẽ và tầm nhìn chiến lược chung giữa hoa kỳ và việt nam chắc chắn sẽ ngày càng phát triển thông qua sự hiện diện của Ngoại trưởng Blinken tại cuộc họp của ASEAN, chính quyền Biden được cho là nỗ lực tập luyện cam kết đồng hành với khu vực này trước mối đe dọa của Trung Quốc. Đặc biệt, giữa bối cảnh Bắc Kinh đang thực hiện các trận đấu lớn chưa từng có tiền lệ xung quanh Đài Loan nhằm trả lời chuyến thăm hòn đảo của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi. Chúng tôi sẽ gắn bó với đồng minh và đối tác của mình, đồng thời làm việc và thông qua tổ chức trong khu vực để cho phép bạn kết hợp với nhau trong khu vực đưa ra quyết định của riêng họ mà không bị ép buộc, New York Times dẫn lời Ngoại trưởng Blinken nói tại một cuộc họp báo thông báo mỹ nhận những hoạt động quân sự đang diễn ra hiện nay của bắc kinh xung quanh đài loan vượt qua những hành động đe dọa trước đó với tên lửa trung quốc lần đầu tiên bắn vào vùng biển thuộc quyền kinh tế của nhật bản và tên lửa bắn qua vùng biển của đài loan Ngoại trưởng Anthony Blinken đã tìm cách phản hồi lập luận đó trong bài phát biểu hôm 5 tháng 8 trước những người đồng cấp Đông Nam Á tại Campuchia. New York Times dẫn lời một quan chức phương Tây tham dự cuộc họp cho biết, ông Blinken, người phát biểu sau ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc, nói với ASEAN rằng Bắc Kinh tìm cách đe dọa không chỉ Đài Loan mà còn cả các nước láng giềng. Theo New York Times, trong số các thành viên ASEAN, Việt Nam là một câu hỏi hóc búa đối với người Mỹ. Các cơ quan chức năng của Mỹ hiểu rõ mối quan hệ lịch sử đại diện Việt Nam đối với Trung Quốc và mối thù ngày càng trở nên trầm trọng hơn khi tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông tiếp diễn. Vì vậy, Việt Nam có thể là một đối tác của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, một số chức năng của Mỹ nói rằng họ nhận thấy các lãnh đạo Việt Nam muốn vượt qua cả hai siêu cường. Về phía Hà Nội, hôm 3 tháng 8, trả lời câu hỏi phóng viên về tình hình eo biển Đài Loan hiện nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng quyết định. Việt Nam kiên trì thực hiện chính sách một Trung Quốc và mong muốn các bên liên quan kiềm chế, không làm căng thẳng tình hình eo biển Đài Loan, đóng góp tích cực vào công việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển khu, vùng và trên thế giới. Mỹ chuẩn bị gói vũ khí mới trị giá 1 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Theo Reuters, gói hỗ trợ an ninh tiếp theo của chính quyền tổng thống Biden dành cho Ukraine dự kiến là 1 tỷ đô la Mỹ, một trong những gói hỗ trợ lớn nhất cho đến nay. Bao gồm đạn dược cho vũ khí tầm xa và phương tiện vận chuyển y tế bọc thép. Gói vũ khí này dự kiến sẽ được công bố sớm nhất là vào thứ hai và sẽ bổ sung vào khoảng 8,8 tỷ đô la Mỹ viện trợ mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine kể từ cuộc xâm lược của Nga vào ngày 24 tháng 2. Các quan chức giấu tên nói rằng Tổng thống Joe Biden vẫn chưa ký gói vũ khí tiếp theo. Họ cảnh báo rằng các gói vũ khí có thể thay đổi về giá trị và nội dung trước khi chúng được ký kết. Tuy nhiên, nếu được ký kết theo tình thức hiện tại, nó sẽ trị giá 1 tỷ đô la Mỹ, và bao gồm đạn dược cho hệ thống tên lửa đất đối không NASAMS và 50 xe vận tải y tế bọc thép M113. Gói vũ khí mới sẽ được tài trợ bởi cơ quan thu hồi vốn của Tổng thống PTA, trong đó Tổng thống có thể cho phép chuyển các mặt hàng và dịch vụ từ các kho dự trữ của Hoa Kỳ mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội trong trường hợp khẩn cấp. Nhà Trắng đã từ chối bình luận về khói vũ khí này. các hãng hàng không tại Hoa Kỳ đã hủy hơn 1.200 chuyến bay vào ngày thứ Sáu, bước sang ngày thứ Hai sau khi dòng bão tấn công các sân bay lớn ở bờ đông từ hôm thứ Năm. Các chuyến bay đã bị hủy hàng loạt. Kể từ 4 giờ chiều ngày thứ Sáu giờ địa phương, trang web theo dõi chuyến bay FlyAware cho thấy hơn 1.200 chuyến bay ở Hoa Kỳ đã bị hủy. Các sân bay LaGuardia của New York, New York Liberty International và sân bay quốc gia Reagan bên ngoài Washington một lần nữa lại đứng đầu về số chuyến bay bị hủy. Hôm thứ Năm, các hãng hàng không đã phải hủy 1.248 chuyến bay trên toàn quốc, là một ngày tồi tệ thứ hai về số chuyến bay bị hủy trong 6 tuần qua. Southwest Airlines đã phải hủy 370 chuyến bay, tương đương với 9% số lịch trình ngày thứ Năm của hãng. Southwest đã khoảng 1.800 chuyến bay khác, bằng 46% so với lịch trình thứ Năm các hãng hàng không đã trao đảo với việc hủy và khoảng chuyến bay trong mùa hè này khi mà họ phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân viên, thời tiết khắc nghiệt và sự chậm trễ của việc kiểm soát không lưu. Các hãng hàng không Hoa Kỳ đã cắt giảm lịch trình của họ để giảm bớt việc gián đoạn giao thông hàng không. Mới đây nhất là hãng hàng không American Airlines thực hiện cắt giảm, đặc biệt là tại trung tâm của hãng ở Philadelphia. American Airlines đã phải hủy hơn 200 chuyến bay vào giữa ngày thứ Sáu. Sát đánh gần với tòa bà Đốc khiến cho vợ chồng lớn tuổi bị thiệt mạng và hai người khác nguy kịch. Một cặp vợ chồng từ Wisconsin đang kỷ niệm hôn nhân hơn năm thập kỷ của họ đã thiệt mạng trong một vụ xét đánh ở bên ngoài của tòa bà Đốc. Hai người khác đã phải nhập viện với những vết thương nguy hiểm đến tính mạng. Ông James Moller, 76 tuổi, và bà Donna Moller, 75 tuổi, đến từ Jamesville, Wisconsin, đã chết vì vết thương sau vụ xét đánh ở công viên Lafayette nằm ngay bên ngoài của khu phức hợp tòa bà Đốc, sở cảnh sát cho biết hôm thứ Sáu. Theo lời kể của một cháu gái của cặp đôi cho biết, gia đình Mueller đang có chuyến đi đến Washington, DC để kỷ niệm 56 năm ngày cưới của họ. Cả hai đã có 5 người con, 10 cháu nội và 4 cháu chắc. Các quan chức của sở mật phụ và cảnh sát viên đã chứng kiến vụ sát đánh vào ngày thứ Năm và chạy đến để sơ cứu các nhân viên y tế khẩn cấp đã được gọi đến hiện trường ngay trước 7 giờ tối và đã vận chuyển các nạn nhân gồm một nam và một nữ đến bệnh viện với những vết thương nghiêm trọng và đe dọa tới tính mạng. Bảy người lớn và ba trẻ em chết trong vụ cháy nhà tại Pennsylvania. Vào sáng ngày thứ Sáu, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một ngôi nhà ở Nesco Pennsylvania, đã khiến cho 7 người lớn và ba trẻ em thiệt mạng một lính cứu hỏa tình nguyện đến chiến đấu với ngọn lửa đã trở nên bàng hoang khi phát hiện ra rằng các nạn nhân là gia đình của anh ta. Các nhà chức trách cho biết một vụ điều tra về vụ cháy đang được tiến hành trong một thông báo với báo chí. Cảnh sát bang Pennsylvania cho biết đứa trẻ thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn ở độ tuổi 5, 6 và 7. Đám cháy ở Nescopeck đã được báo cáo vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng ngay sau khi những người ứng cứu khẩn cấp đến thì họ đã tìm thấy một người đã chết trong nhà. Đến khi trời sáng thì người ta tìm thấy thêm hai thi thể khác. Các nhà chức trách cho biết một số người đã có thể rời khỏi ngôi nhà đang cháy một cách an toàn. Một lính cứu hỏa có tên là Harold Baker nói rằng địa chỉ ban đầu được báo cáo là một ngôi nhà lân cận, nhưng mà anh nhận ra đó là nơi của gia đình mình khi chiếc xe cứu hỏa đến gần. Baker, người đã được miễn nhiệm vụ chữa cháy của mình vì mối quan hệ với các nạn nhân cho biết có 14 người đang sống trong ngôi nhà. Trong bốn nạn nhân sống sót, có một người đang đi giao báo vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn và ba người khác đã có thể thoát thân. Những người ở hàng xóm cho biết họ đã nghe thấy tiếng nổ lớn trước khi nhìn thấy hiên trước của ngôi nhà nhanh chóng bị ngọn lửa thiêu rụi. Một số người cũng cho biết họ đã nghe thấy một người đàn ông trẻ tuổi hét lên trước cửa nhà. Tất cả họ đã chết. Trung quý Cảnh sát của bang Pennsylvania cho biết một cuộc điều tra tội phạm phức tạp đang được tiến hành. Tây Ban Nha dẫn đầu đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ ở châu Âu khi các ca bệnh ngày càng gia tăng. Các quan chức y tế Tây Ban Nha và các nhóm cộng đồng đang phải vật lộn để kiểm tra một ổ dịch đã cướp đi sinh mạng của hai nam thanh niên bị nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ. Họ được cho là đã chết vì viêm não hoặc sưng não, có thể do một số loại virus gây ra. Tây Ban Nha đã có 4.577 ca mắc đậu mùa khỉ đã được xác nhận trong 3 tháng kể từ khi bắt đầu đợt bùng phát, có liên quan đến hai ca mắc ở châu Âu. Tây Ban Nha nói rằng hầu hết các ca mắc đậu mùa khỉ của họ là những người đàn ông quan hệ tình dục đồng giới và chỉ có 5% là phụ nữ. Quốc gia duy nhất có nhiều ca mắc đậu mùa khỉ hơn Tây Ban Nha là Mỹ, với hơn 7.100 trường hợp đã được báo cáo. Tổng cộng, Đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ toàn cầu đã chứng kiến hơn 26.000 ca mắc ở gần 90 quốc gia kể từ tháng 5. Đã có 103 trường hợp nghi ngờ tử vong ở châu Phi, chủ yếu ở Nigeria và Congo. Các chuyên gia y tế đã nhấn mạnh rằng Bệnh đậu mùa khỉ trên thực tế không phải là một căn bệnh lây truyền qua đường tình dục, mặc dù nó chủ yếu lây lan qua đường tình dục giữa những người đồng tính nam và người lưỡng tính. Chiếm 98% các trường hợp ngoài châu Phi, virus đậu mùa khỉ có thể lây lan cho bất kỳ ai tiếp xúc gần gũi hoặc tiếp xúc thể chất, quần áo hoặc gà trải giường của người bị nhiễm bệnh vì vậy một phần của sự phức tạp trong việc chống lại bệnh đùa mùa khỉ là tạo ra sự cân bằng giữa việc không kỳ thị những người đàn ông quan hệ tình dục đồng giới đồng thời bảo đảm rằng cả vaccine và lời kêu gọi thận trọng hơn sẽ được lan tỏa đến những người hiện đang gặp nguy cơ cao nhất lũ quét do trận mưa lớn nhất trong ba thập kỷ giết chết 550 người ở Pakistan Trận lũ quét do mưa lớn bất thường gây ra đã giết chết ít nhất 549 người ở Pakistan trong tháng qua. Trong đó, các cộng đồng hẻo lánh ở tỉnh Balochistan nghèo khó ở phía Tây Nam bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia NTMA cho biết, ngoài số người thiệt mạng, lũ lụt đã làm hư hại hơn 46.200 ngôi nhà. Tổn thất của chúng tôi là rất lớn. Tỉnh trưởng Abdul Kudos, Becentro nói: Tất cả các huyện bị lũ lụt đều thiếu lương thực, một số còn bị mất kết nối với phần còn lại của tỉnh do hơn 700 km đường đã bị ngập lụt. Becentro cho biết tỉnh của ông cần sự hỗ trợ to lớn từ chính phủ và từ các cơ quan viện trợ quốc tế. Tháng vừa qua là tháng ẩm ướt nhất ở Pakistan với lượng mưa nhiều hơn 133% so với mức trung bình trong 30 năm qua. Cơ quan thiên tai cho biết, Balochistan, tỉnh giáp biên giới Iran và Afghanistan đã nhận được lượng mưa nhiều hơn 305% so với mức trung bình hàng năm. Nhân viên McDonald ở New York City thiệt mạng vì hành khách than phiền về món khoai tây chiên bị nguội. Một nhân viên của McDonald đã thiệt mạng sau khi rơi vào tình trạng nguy kịch kể từ đêm thứ hai. Nguyên nhân là do khi anh ta đã bị bắn vào cổ vì không đồng ý với món khoai tây chiên bị nguội của khách hàng. Theo CBS News, cảnh sát cho biết Matthew Webb, 23 tuổi, đã chết vì vết thương do đạn bắn vào hôm thứ Tư. Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 7 giờ tối ngày 1 tháng 8 bên ngoài một cửa hàng McDonald's ở Brooklyn trên phố Fulton ở khu Bedford, Stuyvesant. Theo các nguồn tin, một phụ nữ ban đầu đã tức giận vì món khoai tây chiên của cô bị nguội. Cô đã tiếp cận một nhân viên được xác định là Matthew Webb và bắt đầu tranh cãi với anh ta. Người phụ nữ được cho là đã gọi FaceTime với con trai mình vào thời điểm đó. Người con trai sau đó bị cáo buộc rằng anh ta đã ghé lại nhà hàng và bắn vào cổ của Webb. Webb đã được đưa đến bệnh viện Brookdale và nghi phạm đã bị tạm giữ. Hôm thứ tư, cảnh sát thông báo rằng họ đã bắt giữ Michael Morgan, 20 tuổi, vì âm mưu giết người và các cáo buộc vũ khí liên quan đến vụ nổ súng. Cảnh sát cũng bắt giữ bạn gái 18 tuổi của Morgan, người đã bị buộc tội giấu khẩu súng được sử dụng trong vụ xả súng. Cô đã bị buộc tội tàn trữ vũ khí. Sau khi thẩm vấn Morgan, cảnh sát kết thúc thêm nhiều tội danh giết người và vũ khí vào bản án của anh. Các nguồn tin nói với CBS News rằng Morgan trước đó đã bị thẩm vấn trong vụ bắn chết Kevin Holloman, 28 tuổi vào tháng 10 năm 2020, nhưng không có đủ bằng chứng để bắt anh ta vào thời điểm đó. Khi Morgan bị giam giữ vì nổ súng vào nhân viên McDonald's, cảnh sát lại hỏi anh ta về vụ nổ súng năm 2020 và Morgan bị cáo buộc đã đưa ra những tuyên bố cho thấy bản thân có dính líu đến vụ việc. Còn ai mua ghế và giường từ Wayfair nữa không? Thời kỳ đầu của đại dịch, mọi người nhận ra rằng họ dành nhiều thời gian hơn ở nhà, vì vậy họ quyết định nâng cấp. Mọi người mua sắm ghế, sofa, giường và đồ trang trí mới, sửa sang lại nhà bếp và sân sau của họ, và đầu tư vào văn phòng làm việc từ xa của họ. Nhu cầu quá nóng đã phá vỡ chuỗi cung ứng toàn cầu và gây ra sự chậm trễ kéo dài cho hàng hóa. Tất cả có nghĩa là thời kỳ bùng nổ cho nhà bán lẻ trực tuyến Wayfair, các công ty như William Sonoma, RH, Bed Bath and Beyond, Overstock và các chuỗi nội thất và đồ gia dụng khác. Cổ phiếu của Wayfair tăng vọt 140% vào năm 2020. Tua nhanh 2 năm, hình ảnh bây giờ khác đi rất nhiều. Lạm phát đã ảnh hưởng tới những người mua sắm có thu nhập trung bình và thấp hơn những người đã rút lại việc mua sắm tùy ý của mình để tập trung vào trả tiền cho các nhu cầu thiết yếu như các mặt hàng tạp hóa, khí đốt và tiền thuê nhà. Những khách hàng giàu có hơn là chuyển chi tiêu của họ từ đồ nội thất sang hàng hóa khác sang du lịch và dịch vụ. Lãi suất thế chấp đang tăng, làm giảm nhu cầu mua nhà mới. Hôm thứ Năm, Wayfair cho biết doanh số bán hàng của họ đã giảm 15% trong quý gần đây nhất kết thúc vào ngày 30 tháng 6 so với cùng kỳ năm ngoái mất 24% khách hàng thường xuyên. Đây là một dấu hiệu cho thấy công ty đang cố gắng để giữ chân những người mua sắm mà họ đã có được vào thời kỳ đầu đại dịch. Wayfair lỗ ròng 378 triệu đô la trong quý. Cổ phiếu của Wayfair đã giảm hơn 60% trong năm nay, trong khi cổ phiếu RH cũng mất đi 45% và Bed Bath Beyond giảm 57%. William Sonoma, bao gồm West Elm và Pottery Barn, đã giảm 13%. Sau đây là cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Hôm nay một gia kim đổi được 0,7732 Mỹ Kim và đổi được 0,7598 đồng euro. Một gia kim đổi được 18.080 đồng Việt Nam và một Mỹ Kim đổi được 23.386 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 89.01 Mỹ Kim một thùng và giá dầu thô Brent 94.92 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng hôm nay là 1.774.10 Mỹ Kim một ounce. Bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Nếu yêu thích chương trình này, xin quý vị hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách bấm like và chia sẻ trên mạng xã hội để giúp phổ biến chương trình đến nhiều người hơn. Đối với quý vị mới biết đến chương trình này, thì chúng tôi cũng kính mời quý vị hãy bấm nút subscribe để đăng ký kênh và bấm chuông kế bên và chọn nút chuông tất cả để nhận được các bản tin mới nhất một khi chúng tôi phát hành. Chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.